It's that zest to go, no hemoglobin. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại quay trở lại với cả cái sản phẩm mới của bên mình. Đấy là cái cây UFO Hip Elox 304 và có gắn nam châm ở phía dưới đít. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cái nam châm này cực kỳ mạnh luôn này. Đấy, nhìn này, mình hít này. Đó, cực kỳ mạnh luôn. Đấy, thì cái bản này trên thị trường thì cũng hiện tại cũng rất ít người có. Nhưng mà không phải nhiều người có đâu. Đấy, thì anh em là thích lấy cái UFO kêu về rồi mài rồi đánh ra rồi hay là gắn cái nam châm này vào cũng được. Bên đây mình đã gắn sẵn cho anh em rồi. Đấy, nam châm cực kỳ tốt, về chỉ việc bỏ ra và bắn thôi. Đấy nhá, cái mẫu này bên mình đang bán với giá là mẫu combo. Bây giờ cái này nó cho theo combo này, mình sẽ nói qua cái combo của nó luôn này. Thì gồm với cả hai con ốc tháo nhanh này, hai con ốc tháo nhanh Elox 304 như này, hai cái nò xo ở bên trong này, một cái tun T15 này. Đấy, và kèm theo mình sẽ tặng kèm theo hai bộ thun nữa, hai bộ thun Breesign 75 như thế này, khá là ok. Đấy, thì một combo của nó với giá là 200.000 và chưa bao ship anh em nhé. 200.000 tặng kèm hai thun này, combo có tun tiếc vận, thun vận ốc đầy đủ như này này. Và đây là cây UHIP Elox 304 có gắn nam châm ở phía dưới. Một cái cây Elox 304 này với giá ở Việt Nam thì trên dưới 500.000, ít nhất là 500.000 nếu mà với một người bình thường bán. Còn mình sẽ bán mình cái hàng Trung Quốc làm nhé, hàng khựa làm. Đấy, thì nó cũng không được tinh tế cho lắm, nhưng mà nhìn chung thì về ngoại hình chung thì nó rất là ok rồi. Đấy, có chữ UFO điện phân, khắc điện phân với điện cực cao ở đây, UFO này. Đấy, còn cái bề mặt bên ngoài thì được làm nhám bằng bắn cát nhám, chứ không thể không làm bóng như ở Việt Nam. Anh em ở Việt Nam thì có thể về mài bóng đi để cho nó bóng hơn, nhưng mà cầm nó rất là trơn tay. Đấy, mọi người thích bóng thì cũng có bóng thôi. Thì một là để mình sẽ báo người mài lại cũng được, nhưng mà cái vấn đề là thời gian công sức và ấy thì anh em có phải trả tiền công cho họ vấn đề đấy, nhưng còn cũng không được cái giá 200.000 mà mài bóng đâu nhá. Đấy, còn thích mài bóng thì cũng mài qua một chút cũng được, còn không thì thôi để như này. Đấy, anh em về tự bắn ấy. Còn nói chung là bóng thì nó rất là trơn, bóng rất là trơn, cầm tay nó không được chắc. Một cái vấn đề là về tì tay ở cái UFO này mà bóng thì nó sẽ rất là nhiều hệ lụy, không thể nói trước được điều gì. Nhưng mà để mà làm nhám như này thì cầm nó cũng khá là ok tay rồi. Về đây, còn cái cây này là cây trạch 6,8 nhá, 6,8, 6,9 gì đấy, bởi vì là ở bên kia mình đặt chặt 7, nhưng mà hiện tại nó cắt CNC, đến lúc nó cắt thì nó cắt cũng không phải CNC đâu, nó cắt plasma đó. Đến khi mà nó bị cái lưỡi của plasma cắt nó sẽ bị lẹm mất một ít vào cái phần ở bên này, nó dẫn đến là 7 nó sẽ xuống còn 6,8, tầm 6,8 đấy, giống như cái cây UFO kia thôi, không đến 7 đâu. Nhưng mà nói chung là thế là cũng khá là ok rồi. Đấy, thì về cái phần nam châm này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ hút được rất là nhiều, vì nó và nhìn xem là nó hút rất là mạnh, anh em nhìn thấy không? Đấy, nó hút được luôn cả một cây UFO khác lên, mà cây UFO này có cân nặng là khoảng 250g. Đó, tức là 250 đến 300g bi, nhưng mà ít anh em có thể đấy, nhìn thấy không? Đấy, ít anh em cũng dùng nhiều trên đến là gì? 250g cũng vài trăm viên rồi. Đấy nhá. Thì đây là cây UFO Elox 304 ở bên mình. Đấy, anh em nhìn tổng quan chung nó cũng không có gì phải e ngại dè chừng cả, vì hàng rẻ làm sao mà đẹp bằng hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhưng mà nói chung là về tổng quan chung thì anh em có thể là đặt niềm tin vào bên mình. Đó, cây rất là ok. Đây là chất liệu là Elox 304 nhá, chứ không phải là gang hay là thép cái gì cả. Nhiều anh em bán gang, bán hợp kim nhôm này lọ rồi, xong rồi lại cứ cho nó là hàng ngon, hàng xịn này kia, xong đến lúc anh em về bắn xong rồi gãy, xong rồi lại xảy ra những cái hệ lụy rất là đáng tiếc xảy ra. Đó, thì cái này là mình cam kết 100% là Elox nhá anh em nhá. Còn anh em nào không tin tưởng hay là thế này cái kia, bảo là sao mày bán rẻ này nọ, thì cứ liên hệ với mình này, mình sẽ cho bạn biết cái độ uy tín của shop như nào thôi. Còn lại thì đó, tất cả đây đều là những cái mặt hàng giá cực kỳ ok nhất hiện nay.
đấy, còn trên thị trường rất là nhiều anh em bán rồi, không phải không đâu. Cái u hiếp này thì cũng có giá cũng trên trời lắm, một số những cái shop có một số shop bán rất là rẻ đấy, thì mình cũng cố gắng trong dịp tới, sắp xếp tới và gần nhất thì mình sẽ nhập lên một lô khá là nhiều những cái sản phẩm khác như là UFO bản đồ, rồi rồi small client, rồi set, rồi sói, mấy cây xin xỉ Việt Nam đấy, thì mình sẽ cố gắng trong cái đợt tới sẽ về một cái lô đấy, thì nó cũng khá là rẻ đấy, rất là rẻ đấy, tầm khoảng 200 đổ lại, 200 hơn tí cũng có, nhưng mà nói chung là không 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 đáng bao nhiêu đâu đấy. Nói chung là để ra một cái loại chất liệu với cả một cái những cây lá nó mang tầm như thế này thì với cái giá đấy thì rất là ok, rất là hợp lý rồi. Đấy, còn anh nào là muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại 0981 6183 ở bên dưới, hoặc là comment theo hoặc là comment xuống phía số điện thoại ở phía dưới mình sẽ liên hệ nhé. Đây là số điện thoại của mình đây, 0981 6183, có thể các kết bạn Zalo mình số này hoặc là vào fanpage Na Cao Su gạch ngang cao cấp TOT Shop. Đấy, anh em cứ ra gõ TOT Shop là nó sẽ ra thôi nhé. Đó, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhé, để theo dõi những cái video tới đây của mình, những cái lô hàng tới đây của mình sẽ liên tục cập nhật. Đấy, nhớ ấn vào cái chuông chuông bên dưới để theo dõi và đăng ký những cái lần sau có cái video hay hay thì mình review hay là mình check những cái sản phẩm nó ok hơn để cho anh em có thể theo dõi nhìn qua những cái mẫu lá ok nhất nhé. Rồi, ok. Chào tất cả mọi người nhé. Mình đang có cuộc gọi là hơi nhiều thôi. Ok. Bye bye.